phần đầu tư xây dựng Trung Nam, Trung Nam Group, chủ đầu tư dự án chống ngập lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, đã có cuộc họp với các cơ quan báo chí để giải trình về một số thông tin liên quan đến việc tạm dừng dự án trong thời gian vừa qua. Phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh. Dự án chống ngập có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 có tổng kinh phí 9.926 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành dự án là 36 tháng, từ năm 2016 đến năm 2019. Hiện dự án đã hoàn thành 72% khối lượng, tương đương 5.690 tỷ đồng, nhưng phải tạm dừng thi công từ ngày 27 tháng 4 năm 2018. Lý giải về vướng mắc khiến dự án tạm ngừng thi công trong nhiều tháng qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, ông Nguyễn Tâm Tiến khẳng định nhà đầu tư hoàn toàn không có lỗi trong việc tạm dừng dự án. Nguồn vốn luôn có sẵn để giải ngân theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Vấn đề là ở chỗ, liên doanh tư vấn giám sát hợp đồng có quan điểm gây cản trở, không xác nhận thanh toán với lý do là thép cửa vang làm cống ngăn triều của thành phố phê duyệt phải là thép không rỉ và xuất xứ từ các nước G7. Nhưng chủ đầu tư Trung Nam lại dùng thép đen của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tâm Tiến khẳng định chủ đầu tư không tự ý thay đổi vật liệu thép. Việc này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM xác định tính phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn tốt nhất cho công trình, phù hợp với nội dung chỉ dẫn kỹ thuật là vật tư chính chế tạo cửa vang là thép S355 hoặc tương đương mà đơn vị tư vấn thiết kế yêu cầu. Quy trình thực hiện dự án rất chặt chẽ, nhiều cơ quan kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, tại nhiều văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM và hướng dẫn của Bộ Xây dựng quy định rất rõ, đó là các bên tham gia dự án phải tuân thủ theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM. Đối với công trình này, chúng tôi khẳng định là đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tuân thủ hợp đồng, tuân thủ những cái quy định của pháp luật. Sắp tới đây thì chúng tôi cũng đã có cái kiến nghị đối với Ủy ban rồi, phải xem xét lại cái năng lực của đứng đầu đơn vị liên danh trong tư vấn giám sát hợp đồng và phải có một cái giải pháp để làm sao mà tái khởi động dự án lại và tạo điều kiện luôn. Tư vấn thì phải tạo điều kiện cho cả hai, kể cả ủy ban hay các sở ban ngành và kể cả nhà đầu tư để làm sao có được cái điểm chung, và nếu như cái gì chưa điều chỉnh, cái gì chưa hoàn thiện thì hướng đến có hoàn thiện cái việc đó để cho công trình đảm bảo được kỹ thuật và chất lượng. Riêng các cái công nghệ và về điều khiển như SCADA hay là các thiết bị thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những thiết bị của các cái đơn vị cung cấp và các cái sản xuất nổi tiếng của thế giới. Và trong đó nhất là cái công nghệ SCADA là chúng tôi đã áp dụng được là coi như là những cái công nghệ hiện đại tiên tiến để quản lý sau này là có thể ngồi ở trung tâm và có thể đọc được, kiểm soát được tất cả những cái vùng ngập và những cái vùng triều cường, các cái cửa sông của thành phố. Và phải nói rằng tôi khẳng định rằng đây là một trong những cái công trình mang cái tính là hiện đại và công nghệ của chúng không. Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết, thời gian qua do tạm dừng thi công, mỗi tháng doanh nghiệp bị thiệt hại từ 17 đến 20 tỷ đồng. Và quan trọng hơn, nếu không kịp thời giải quyết, có thể dự án sẽ không kịp về đích theo dự kiến là ngày 30 tháng 6 năm 2019. Vì vậy, lúc này rất cần Ủy ban Nhân dân TP.HCM và các bộ, ngành chức năng, trước hết là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sớm vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc, nhằm nhanh chóng tái khởi động lại công trình thi công theo tiến độ đã đề ra.